Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tất cả các bạn về một công thức, đó là lưu lượng tự nhiên trong một phút sẽ bằng lưu lượng trong một nhóm lớp nhân cho nhịp tim trong một phút. Một người bình thường thì lưu lượng tự nhiên trong một phút của họ khoảng 5 lít, nhịp tim trong một phút khoảng 70 nhịp, đồng thời lưu lượng trong một nhóm lớp là 70cc. Ở đây các bạn thấy nếu nhân lại thì nó sẽ lưu lượng tự nhiên trong một phút sẽ là khoảng 49 lít, đó là đối với một trái tim khỏe. Và đây là trong các trái của tim sẽ đạt khoảng 220cc ở cuối tâm trường, nghĩa là trước khi có tiếng bực, và nó sẽ còn xuống khoảng 50cc, đó là cuối thời kỳ tâm thu, nghĩa là trước khi tiếng tắt, tức rõ là tâm trái của tim đã bơm khoảng 70cc máu. Nhưng có trái tim không bình thường thì nhịp tim cao 70 thì sao? Ở đây các bạn thấy nếu mà lên 80 trên nhịp trên một phút thì lượng máu bất cần khoảng 60cc mà thôi. Nếu các bạn nhân lại thì nó chỉ cần khoảng là 48 lít. Đó là chưa kể nếu các bạn vận động mạnh thì lưu lượng trong một nhát bóp. Lưu lượng trong tim trong phút của bạn hay lên tới khoảng 15 lít. Đó có nghĩa là nhịp tim của bạn phải đập khoảng 200 lần trên một phút. Và đó là một điều không thể đối với những người bình thường, nhưng mà khỏe mạnh như chúng ta thì để hiện nếu để có đạt một lưu lượng tim một phút các bạn cao vậy thì các bạn cần phải có dự trữ tim là lớn. Chẳng hạn như là những cầu thủ đá banh thì cái nhịp tim của họ trên lưu lượng máu bóp gan của họ rất là trong một bóp gan rất là cao, như là Ronaldo rồi thì họ có thể chạy liên tục 90 phút trên sân để như vậy mới đáp ứng được lưu lượng tim trong một phút. Và qua đó mình khuyên các bạn nên luyện tập thể thao thường xuyên, tập thể dục kết hợp cùng chế độ huấn luyện mạnh để có một trái tim khỏe. Thank you.